Đây là một thiết bị camera mini siêu nhỏ, dễ dàng đặt bất cứ đâu, vẫn có thể quan sát được từ xa, vô cùng kín đáo và tế nhị. Có một số bác có nhắn tin và inbox với shop em và tâm sự rằng: em trai ơi, anh cần một cái thiết bị camera mini siêu nhỏ có thể quan sát được từ xa. Nhưng cái điều cái con camera này nó phải quay được ban đêm thì liệu rằng bên em có cái mẫu camera nào như thế không em? Thấu hiểu các nhu cầu các bác thì em quang xin trọng và giới thiệu với các bác. Đây chính là một thiết bị camera mini siêu nhỏ có tích hợp hồng ngoại quay đêm không phát sáng. Tức là trong cái điều kiện thiếu ánh sáng hoặc không có ánh sáng thì thiết bị này nó vẫn quay phim được, vô cùng rõ nét các bác nhá. Thì không nói nhiều nữa, cái mẫu camera này nó hay ho thế nào, nó đẳng cấp thế nào và nó có thể làm điều gì thì bây giờ em Quang sẽ review và test hàng cụ thể và coi chất lượng sản phẩm của nó bác nhá. Các bác nhìn này, cái mắt của nó bé tí tí, các bác thể ngụy trang giấu kín và rất nhiều đồ vật như là cái giỏ sách đây đấy, để cái mắt camera là được đấy. Và cái điều đặc biệt là cái con này nó quay vô cùng rõ nét luôn, các bác nhìn này đấy, chất lượng của nó vô cùng rõ nét luôn. Em Quang đưa quay ngang có gì chưa đấy, cực kỳ là nét và cực kỳ là rõ nét và nghe được cả âm thanh luôn. Alo alo 1 2 4 5 6 7 8 9 10, alo ạ. Alo alo, nghe rõ trả lời, alo ạ. Thấy chưa? Cực kỳ là rõ nét và cực kỳ là đẳng cấp luôn các bác nhá. Và một cái điều đặc biệt là cái con này nó có tích hợp hồng ngoại quay đêm. Đây, đang còn ban ngày nhá. Thì bây giờ em tắt hết đèn đóm đi. Đây, con mở cái zoom cho các bạn nhìn thấy này. Đấy. Như thế này cho bác cái hình dung này. Tắt hết đèn đóm đi. Đấy. Để không biết là liệu rằng nó có quay được ban đêm hay không, nó thật chất như thế nào các bác nhá. Đấy chưa? Ok chưa? Nó quay ban đêm vô cùng rõ nét luôn các bác nhìn thấy không? Đấy, quá là đẳng cấp luôn này. À, vì các bác là nhìn hai qua hai cái camera nên là các bác nhìn thấy như này chứ bác nhìn ở ngoài nó cực kỳ là rõ nét luôn. Em Quang đưa lên cao các bác này. Đấy, đưa lên này. Đấy. Đưa lên này để các bác biết là nó như thế nào. Đấy chưa? Đây, em Quang có thể đi qua đi lại này. Đấy, cái tay của Quang đây, nhìn này, cái tay của Quang đây. Đấy, cực kỳ là nét và cực kỳ là rõ nét luôn các bác nhá. Đấy. Chỉ cần bật cái ánh sáng này, tự động là nó phải phát ra một là nó sẽ có lại ánh sáng. Đây, bật này. Đấy, chuyển sang màu sắc luôn đấy nhỉ, đó nó chuyển sang chế độ có màu sắc luôn. Quang bật hết đèn đó để biết là liệu rằng nó có bật chuyển sang có màu sắc hay không đấy nhỉ, cực kỳ là chất và cực kỳ là hiệu quả luôn đó. Nó là chuyển nó có màu sắc đó, mình thấy chưa? Đấy, nhìn này, đó nó chuyển có màu sắc đi nhá, cực kỳ là chất chưa? Đấy, đây mắt camera nó bé tí tí này, các bác có thể đặt bất cứ đâu và có thể quan sát được từ xa, cực kỳ tiện lợi luôn các bác nhá. Đấy, và một cái điều đặc biệt hay ho nữa là nó có thể xem lại những cái video đã quay trước đó đây, các bác nhìn này. Đấy, các bác muốn xem lại thì xem bằng cách nào? Bấm trở về cho em cái mũi tên trở về này. Đấy, đó bấm trở về nó hỏi xua. Thì muốn xem lại các bác nhìn góc tay phải này có từ SD card này, bấm một chạm giúp em. Đấy, thì muốn xem lại bấm vào đây. Đấy, thì đó là hôm nay là ngày năm 2023 ngày 29 tháng 11, bác chạm giúp em. Thì đây chính là những cái video mà nó quay trước đó, bấm vào đây. Đấy nhỉ? Đó, nó quay đấy nhỉ? Cực kỳ là nét luôn. Đó. Các bác có thể chuyển bỏ quyển những cái bài nào bác mong muốn ra, cực kỳ là nét và cực kỳ là chất luôn đấy nhá. Đó, bác quay nhìn ra, nó vô cùng rõ nét luôn. Đây nhìn này, đấy, quay cực kỳ là nét luôn. Đó, đấy quá là đẳng cấp và quá là hay ho luôn các bác nhá. Các bác thể tua đi tua lại đều được các bác nhá. Đấy, đây chính là một cái siêu phẩm camera mini dễ dàng đặt bất cứ đâu vẫn có thể quan sát được từ xa, tìm ra bằng chứng, tìm ra sự thật, vô cùng tiện ích các bác nhá. Đấy, mắt của nó này, đấy, cực kỳ tiện ích luôn. Đấy. Và các bác với cái mắt này các bác thể bỏ vào trong đây, đấy, trong cái túi sách hay là bất cứ đồ vật ở trong nhà, đặt bất cứ đâu vẫn có thể quan sát được từ xa, cực kỳ tiện lợi được các bác nhá. Thì sản phẩm này bên em ship và giao hàng về tận nơi, nhận hàng các bác được kiểm tra mới thanh toán tiền nên các bác hoàn toàn yên tâm. Thì các bác quan tâm đến sản phẩm này bấm một cái từ mua ngay để đặt hàng các bác nhá. Cảm ơn các bác đã xem video, kính chúc các bác gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau.